Xin chào anh em đã quay lại video của mình nhé. Hôm nay mình làm video này giới thiệu anh em về môn phái cá băng mỏng. Ở video lần trước mình đã giới thiệu anh em về môn phái cá băng rồng rồi. Hôm nay mình sẽ làm về cá băng mỏng cho anh em tham khảo nhé. Thì là mình sẽ giới thiệu anh em cách trang điểm, tiềm năng, kỹ năng và cách mặc đồ lâm hành của cá băng mỏng Pháp. Thì trước khi vào vấn đề chính thì mình sẽ giới thiệu ưu điểm và nhược điểm của môn phái cá băng mỏng. Ưu điểm của cá băng mỏng thì là nó đánh đam to, thủ trâu và di chuyển linh hoạt về tốc độ chạy. Còn nhược điểm của nó là bê qua hội đồng rất là kém và máu ít. Bây giờ mình sẽ giới thiệu vào vấn đề chính, đó là giới thiệu anh em cách tăng điểm tiềm năng. Ở đây là mình đang ở cấp độ 96 và đang sở hữu 475 điểm tiềm năng. Thì ở đây là anh em chơi cái băng bổng thì chủ yếu là tăng vào sức mạnh và một chút ít về sinh khí. Thì là bây giờ mình sẽ tăng thử cho anh em nhé. Ở đây anh em để ý là lực tay trái của mình này đang sở hữu là 1033 lực tay. Bây giờ mình sẽ tăng 10 điểm vào sức mạnh thì xem nó lên được bao nhiêu nhé. Anh em để ý là 1033 này lên được 10 điểm, 1043 lên được 10 điểm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào tăng vào sinh khí 10 điểm. Anh em để ý ở đây là cái chỉ số máu của mình là đang 2181. Mình sẽ tăng 10 điểm vào xem máu sẽ lên được bao nhiêu, lên được 2251. Ở đây là mình sẽ bố trí vào tầm ở cấp độ như này thì anh em chơi chủ yếu về đam thôi. Thì anh em tăng cho tôi tầm từ 400 điểm sức mạnh đến 500 điểm. Ở đây là mình sẽ chơi chủ yếu là đam, mình sẽ tăng vào 450 điểm sức mạnh. Trước đó mình tăng nhầm, mình tẩy lại nhé. Ấn nhầm điểm tiềm năng. Đây, anh em sẽ tăng cho tôi vào 450 điểm sức mạnh. Ở đây là mình tăng theo cách chơi của mình. Còn anh em nào mà có cách tăng điểm khác thì là có thể là thảo luận bên dưới để cho nhiều anh em tham khảo. Còn đây là mình sẽ vã hết vào sinh khí. Okay. Anh em để ý ở đây là mình đang lực tay của mình là 1453. Bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em cách tăng điểm kỹ năng của cái băng bổng. Thì là cái băng bổng tăng điểm kỹ năng như sau. Đầu tiên anh em sẽ tăng mắt cho tôi cái băng bổng pháp, đó là skill hỗ trợ bị động của cái băng bổng. Anh em sẽ tăng vào để lấy sát thương vật lý, ngoại công và tấn công chí mạng. Đây, khi anh em đã tăng mắt 20 điểm thì sát thương vật lý ngoại công lên 150%, tấn công chí mạng lên được 25%. Tiếp đến là cái skill đả cầu bổng, nó tăng sát thương vật lý ngoại công. Cái này anh em tăng mắt của tôi 20. Rồi tiếp đến là cái skill tiêu du công thì anh em tăng cho tôi lên 19 điểm, lấy khoảng tầm 61% tốc độ đánh. Thì anh em đeo bổng tốc độ đánh 30 và nữa thì nó lên từ tầm 90% là ok rồi. Và tiếp đến là cái skill túy điệp cuồng vũ, đó là võ công chấn phái của môn cái băng bổng và cái băng rồng. Ở đây nó tăng cho khá tất cả này, giúp anh em trâu hơn và hỏa sát nội công và hỏa sát ngoại công và tăng tấn công chí mạng. Cái này anh em tăng cho tôi 15 điểm. Còn khi nào anh em lên cấp cao nữa anh em có thể bổ sung vào. Ở đây mình chủ yếu là chơi đam. Tiếp đến là anh em tăng cho tôi bổng đả ác cẩu, đó là skill 6x của cái băng bổng. Anh em tăng mắc cho tôi 20, vừa trên được, vừa đi trên rất là tốt. Ok, tiếp đến là 1 điểm anh em tăng cho tôi vào skill 1x. Đó, thì đầu tiên là anh em phải tăng mắc cho tôi cái băng bổng pháp này. Tiếp đến là cái tiêu diêu công là anh em tăng cho tôi 19 điểm này, và cái bổng đã cẩu skill 6x tăng anh em tăng mắt cho tôi thì nó sẽ bổ trợ cho cái thiên hạ vô cẩu skill 9x ấy, là 60%.
Tiếp đến là cái tí tiệc cùng vũ thì anh em tăng tôi khoảng tầm 15 điểm. Còn khi nào anh em lên cấp thì anh em có thể bổ sung và tăng mắc cho tôi nhé. Ở đây tiếp đến là mình sẽ giới thiệu anh em cách mặc đồ năm hành của cá băng bổng. Thì cá băng bổng thì mình sẽ đeo theo vũ khí hệ thủy. Thì vũ khí hệ thủy ở đây anh em kiếm cho tôi cái dòng tốc độ đánh ngoại công 30%, băng sát ngoại công và có thêm sát thương vật lý ngoại công phần trăm nữa thì càng tốt, đam sẽ to hơn. Ở đây anh em sẽ kiếm cho tôi mũ và vũ khí hệ thủy, áo và dây chuyền hệ kim, nhẫn dưới và đai hệ thổ, nhẫn trên và giày hệ mộc, bao tay và ngọc bội hệ hỏa. Đó là cách mặc đồ theo vũ khí hệ thủy của cái băng bổng. Còn anh em nào thích chơi bổng hệ mộc cũng được, lấy cái dòng độc sắt ngoại công để anh em đi trên hoặc là đam bót cho nó nhanh khỏe nhá. Bây giờ mình sẽ đi tiếp đam cho anh em tham khảo nhá, về cái độ bá của cái băng bổng thì xem nó như thế nào nhá. Đây là cách tăng điểm riêng của mình thôi, còn anh em nào mà thích có cách tăng điểm riêng khác thì anh em có thể là comment bên dưới cho mọi người tham khảo nhé. Thì mỗi người một cách chơi tăng điểm khác nhau, nên mình làm video này giới thiệu cho anh em nào mà đang dự định chơi cái băng bổng là có thể tăng theo của mình. Cái băng bổng là một môn phái đi trên solo rất là cực tốt. Ở skill 6x của nó có skill đánh lan ấy, nó rất thích hợp cho anh em chạy bãi ở Lâm Du Quan ấy. Anh em nào mà chơi cái băng bổng là cày cấp từ 6x lên 9 lên 80 rất là nhanh. Anh em sử dụng cái skill này em chơi này rất là nhanh luôn, nó đánh lan rộng. Mình sẽ đi thất nam này cho anh em tham khảo này. Tầm một phái gì đây, một phái đường môn. Khi solo cái băng bổng ấy, khi anh em VK cái băng bổng anh em phải di chuyển linh hoạt, vừa đánh vừa chạy, hoặc anh em có thể dùng kinh công. Vì môn phái này tay nó dài, anh em đứng mà đứng ngại solo ấy rất bị đối phương sốc đam nhá. Nhất là follow solo mới được môn bao vũ lê hoa, nó đánh anh em sốc đam kinh lắm. Cái băng bổng được cá là nó thủ trâu lắm, nó có skill khá tất cả nên nó rất là trâu. Hạn chế của nó là máu nó hơi ít. Mình sẽ đan thử thêm vương cho anh em xem nó xem nó thấm không nhá. Cái băng bổng đam nó chỉ tầm như thế này thôi, còn anh em mà lưu vì nó đánh một tia của nó trúng ba tia mà nó đam, nó tính theo đam của cái lượng skill rồi. Khi anh em đam ba bổng vào người đó thì nó sẽ mất lên gấp 3 lần máu. Đây là solo mới thiên nhẫn kích này. Game ngu vãi cả lời kích. Hôm nay là ngày 5 tháng 11 thì hôm nay là sẽ test bản test cuối cùng. Qua mai ngày 6 là sẽ đóng bản test để chuẩn bị cho bản open trong vòng ngày 10 tháng 11. Cái băng bổng thì nó đánh nó không sốc được đam như cái băng rồng được. Vì cá băng bổng, cá băng rồng nó đam to hơn.
Khi solo các băng bóng anh em phải đánh vừa di chuyển linh hoạt một chút. Có khi anh em phải dùng cả kinh cơm để đánh. Đây mình sẽ đánh test xa anh em này. Đấy, bóng đánh rất là xa, đối phương chạy không lối được với bóng nữa. Anh em nhìn tỷ lệ khá của mình này. Đọc rút ghê không anh em? Mình thử đánh thiên vương anh em xem. Cái băng bổng này đi trên rất là sướng. Anh em cứ đứng một chỗ, anh em quẩy quanh điểm ấy. Anh em cứ đánh cái skill này trên. Ở cái bản test này nó đang là full đồ lên 50k, nó thiệt thòi cho cái băng. Đấy, cấp độ thấp nữa, cấp độ có 96 nữa. Chưa lồng được hết kỹ năng. Sẽ để chế độ bơm máu. Chạy thôi anh em. Ủa nó ngáy, không thể chạy được luôn. Anh em nhìn ba mía rồi anh ạ. Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không? Nhìn kim của cái băng bổng rất là đẹp. Đường môn sốc đam rất là ghê. Để nó đánh cái đường môn ba vũ lê hoa lên thì thôi rồi, khó chạy với nó lắm luôn. Cá băng bổng có vẻ BK hơi bị tù anh em nhỉ, hơi yếu. Mình sẽ đi test thêm vài người nữa xem. Sau đó mình sẽ lên test quái cho anh em xem nhé. Anh em nhìn nó đuổi xa không? Ừ.
biết nữa mà. Nói chung là nó để đi solo thì nó cũng được thôi. Nằm luôn. Đường môn phi đao đánh cái skill 6x nó giật rất là ghê. Mình đoán chắc là bản Open lần này là sẽ anh em chơi rất nhiều đường môn mới làm được. Mình sẽ đợi xem. Không khi anh em không có đồ full đồ như này, anh em chơi những môn phái hệ mộc nó như thế nào. Nhìn hai bổng đùa rất là đẹp anh em nhé. Bây giờ solo mình sẽ đi cùng ông cá băng bổng này đánh nó thành 6 mía luôn. No. Yeah. Đập rút ghê thật. Anh em nhìn máu mình có 2k4 thôi mà mình đã trụ được mấy người làm nhiều lúc. Thủ nó trâu mà. Thủ nó trâu. Nếu bản Open là như này là thủ nó rất là thích hợp cho cái băng mỏng. Hoặc là cái băng rồng nó trâu, thủ nó trâu lắm. Toàn ngũ độc đồ mô nó đánh thấm lắm em. Bơm máu không kịp luôn. Cái băng bổng là nó có cái skill tốt của đánh ngoại công ấy, khi là nó ra kill rất là nhanh. Ở đây là cái bản test là đều người ta full đồ full kháng lên ở cấp độ 96 như thế này, cái băng bổng nó không phát huy được hết tác dụng vì chưa tăng được hết kill ấy. Thì những cái môn phái như đường môn đấy thì tầm cấp 96 như này thì họ cũng gần mắc hết kill rồi, thì họ không phải tăng nhiều như môn phái cái băng. Bây giờ mình sẽ đi test quái cho anh em xem nhé.
thì là nó trên như nào, trên quái này nó sẽ như thế nào luôn. Mình sẽ đi test quái cho anh em. Hơi giật, nó không lát nổi nhạc, cái sang thành nó lát nhạc hơi chậm nên khi nghe nhạc nó hơi bị giật đấy. Mình sẽ đi test quái cho anh em tham khảo này. Bây giờ mình sẽ lên các bản đồ nội công 90. Mình sẽ test ở những cái mập chai cấp cao. Đây ví dụ như quái đông như này, anh em có thể đánh cái skill lan này. Đây, anh em nhìn như đàn quái cũng rất là to đúng không? Rất thích hợp đi trên. Cái quái đông như này em thả skill 6x ấy. Chai rất là phê. Ví dụ đánh cái skill 6x thì anh em chỉ cần bỏng hút 3, hút 4 thôi là nó cũng đủ hút rồi. Đây của anh em trên, anh em có thể dùng thiên hạ vô cẩu 3 mía trên. Xem mập mày rớt tiền bao nhiêu. Mình sẽ đánh lại nhá, xem là nó rớt được ngân lượng bao nhiêu tiền. 8552 3182. Đồ cấp 7. Rớt được hơn 500 lượng. Thì vô chùy. Chùy chạy à. Anh em nhìn bỏng với ghê không? Chạy rồi, ông mới không chạy đâu. Bản đồ này anh em chạy vòng quanh bãi như này trên rất là sướng này. Bản đồ này nó đông. Đông quái. Quái nó bu lại như kiểu lâm quái ở Lâm Du Quan ấy. Nhưng mà khi ô ben thì nó không, sẽ không đông đâu. Quái chắc ra không kịp ấy. Ông Thiên Vương Trùy định làm gì đây? Hấp Diêm Đại Pháp. Chạy à. Chạy ngay lập tức.
Nên là mình đã giới thiệu anh em xong về môn phái cá băng bổng như thế nào nhá. Anh em có thể nhìn qua quá trình video test quái và test đam người thì anh em đã hiểu được cái băng bổng nó như thế nào. Thì mình thấy là cái lượng đam của nó tầm ở cấp độ 96 như này là bình thường thôi, nó không phải là to quá. Thì là mỗi sở thích anh em có thể thích lựa chọn môn phái này anh em chơi, chứ không phải phân biệt là đam to hay đam nhỏ. Thì anh em thích chơi môn phái nào anh em có thể lựa chọn môn phái đó để khi anh em tham gia hành tẩu giang hồ nhé. Đây là mình xin phép dùng video ở đây nhé. Anh em xem hết video nhớ sub kênh giúp mình nhé, và ấn nút theo dõi để cập nhật nhiều tin tức về game nhé. Xin chào anh em nhé, hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.